Báo cáo các bác, không khí Tết của nhà nghèo này, đến nhà này. Cây quất bé tin này các bác này, nhưng mà quả to đấy. Tôi gặp mà tôi phải mua ngay. Chum chiếc thì quất chum hay là quất thế, các thể loại là dẹp hết. Không mà tôi rất là dị ứng mấy cái thể loại đấy. Đấy. Thì thấy cây này mua về để thứ nhất là nó nhỏ, nó hợp không gian. Thứ hai là cái cây nó trên chậu lâu năm nó ổn định rồi. Thì mình chơi có thậm chí qua Tết lâu dài rất vô tư. Không sợ là héo hết gì cả. Cái nữa là quả nó đều, xum xuê quả to, cây bé nhưng quả to. Có hoa, có lộc, có quả chín, quả xanh. Đấy, thì từ giờ đến Tết hoa đây, lộc đây. Hoa rất nhiều đây. Quả xanh đây. Quả xanh đây. Đấy, các bác nhìn này, bé nhưng mà cái gì cũng có. Quan trọng đó là dân anh em chơi cây gọi là cốt chậu đấy. Thì tôi thấy cái dáng này tôi còn thấy một cây nó đẹp lắm nhưng mà nó không hợp với cái chậu, cái khay này. Tôi có cái khay này, tôi muốn nhấc sang. Cái chậu này thì bỏ đi. Nhấc sang thì cố gắng kiếm được ít rêu nó đắp lên. Không có và có mấy hòn đá gì kia tôi cài sang. Đấy, cái mớ dầu má này buồn dã man. Dầu má ấy. Tốt chưa? Dầu má này xào thịt mèo thôi rồi. Đấy các bác. Nó có cái phông thì nó đẹp. Có cái phông thì đẹp. Đằng sau nó vướng cây xanh nên các bác không nhìn thấy nó. Hết cái vẻ của nó. Đấy thì tôi sẽ xem là mặt nào là mặt chính nhá. Vừa mới nhấc lên đây. Các kịp cơm nước gì đâu. Thế thì chuyển sang cái khay kia rồi sẽ xử lý để cho nó đẹp lên các bác ạ. Bây giờ từ nhấc sang cái khay kia các bác nhé. Đấy, quan điểm chơi các bác nhé. Anh em chơi cây hoặc là kể cả không chuyên hay là chuyên nhưng mà chơi Tết thì nên chơi sớm, tầm này là đẹp nhất. Sớm hơn chút nữa, khoảng tuần trước cũng được. Đấy, vì Tết thì nhà ai chả có, nó nhộn nhịp, nó quá nhiều thứ để mình phải lo lúc đấy. Tâm ra những cái này nó thành là bình thường. Nó thành là, gọi là thường đấy, gọi là nhà ai cũng có đấy. Thì đấy, thì bây giờ mình chơi thì nó vừa độc đáo, vừa không khí xuân đến sớm. Nhà cửa lại sinh động hơn. Đấy, chứ Tết nhất thì cái gì chẳng có, cái gì cũng dính dáng Tết rồi. Thì bây giờ hôm nay là mùng 9. Còn khoảng 21 ngày nữa thì đến Tết nhỉ. Các bác nhỉ. Đấy. Thì bây giờ nhấc sang nha các bác đây. Người ta chăm này. Cái cành chiết này, người ta chăm. Thì tôi sẽ nhấc sang đây. Cái này có vẻ là vừa đấy. Vừa đấy. Giá nhưng mà cái chậu này nó màu sẫm ấy thì tôi để nguyên cái chậu tôi nhấc sang. Nhưng mà nó màu nó sáng quá, nó không hợp. Đây, ví dụ như này các bác nhé. Đấy. Úi giời, đấy. Như cậu ấy mợ luôn. Đấy, thế nhưng mà nó lại trắng lẫn với ấy, nó không hợp. Trắng này chỉ trồng hoa. Bây giờ tôi bỏ cái đất ra các bác nhé. Đấy, và vì sao lại chơi sớm? Vì các bác bây giờ các bác nhấc, các bác muốn làm tiểu cảnh, các bác chuyển chậu thế thì đến Tết nó ổn định chậu đất là nó vừa, nó không bị héo lá như cái lúc các bác, ví dụ các bác 30 Tết các bác mới chơi về các bác thay chậu chứ nó héo rũ, nhìn nó rụng lá rất là buồn cười, nó vàng oạch đấy các bác. Thì chờ tôi chút. Các bác là cái lúc mà ký đá với lại chuyển chậu thì lại quên mất chưa ấn cái nút quay phim giờ hơi thế đấy. Các bác thì lúc nãy là nó ở trên cái chậu này thì em mới lật ngửa ra, móc lốp vào đây giật nó phát ra thì nó nguyên cái cốt chậu này. Đấy, nó quý là ở chỗ này này. Đấy, có nhìn này. Tất nhiên là mình thiếu chất liệu, mình thiếu, ta gọi là em muốn giữ nguyên cái khung này, không muốn đắp đất gì cả, cho nên là hơi bị thiếu chất liệu tí, hơi thiếu rêu tí. Và đá thì là đá cóp nhặt, đá nhặt nhạnh, dầu má dầu miếc là vứt đi hết. Có thể các bác thích dầu má nhưng em này,
nó nhìn nó lôi thôi, nó không phải là mình muốn muốn ký đá mà, cho nên là vứt nó đi. Đấy, được bữa xào rồi. Thì đây, đang có cái phông thì tuyệt vời, đang có cái phông thì tuyệt vời. Các bạn nhìn thấy cái mỏm đá này nó thế nào, hoàn toàn là chỉ xếp thôi các bác nhá, chưa có gắn ghép cái gì cả. Rồi có thời gian thì sẽ dần dần sẽ gắn, mà chẳng gắn được thì thôi. Vừa ngồi vừa xếp, nay thích kiểu này, mai thích kiểu kia, ngồi xếp thoải mái. Có nước đây rồi các bác nhá, có nước đây rồi các bác nhá. Đấy, mua 500 cái cây quất, mua cả cái chum cái chiếc cũng có đâu đến có loanh quanh 1 triệu. Mình mua cây bé tí này 500, gấu không? Gấu đúng không? Mấy hôm nữa Tết tiếc nó ổn định rồi thì rêu phong rồi thì chết tiền. Tất nhiên chắc không bán đâu, nhưng mà để chơi cho nó vui, nó cũng là cái niềm vui các bạn. Đấy, các bạn thấy chưa? Lộc lá mùa xuân chưa? Đấy, hoàn toàn là xếp các bác, xếp để vì sao? Để tôi để cho nó đỡ bị hở cái rễ này đi, đỡ tối đa thôi. Những cái rễ này, cái quất chậu này cho nó đỡ khô thôi các bác nhỉ? Hiểu không? Đấy, và thả nước. Thả nước là mỏng thôi, sau thì không là chơi thì đổ nước vào thôi, chủ yếu là giúp nó đi tưới thôi. Chứ cái chậu này nó không thoát. Đấy, lại cứ thả dần dần thôi. Đấy các bác nhé. Quả này rất nhiều. Quả này còn chưa chín căng hết đâu. Các bác nhé. Chưa chín căng hết đâu. Đấy các bác ơi. Chỉ biết cho vào cái phông để thấy tôi cho vào cái phông màu trắng. Làm ảnh nhọt cho nó chuyên nghiệp dần lên tí, làm quay phim mà quay hơi ẩu, thông cảm. Đó, thông cảm. Đấy. Kiếm được một vài cái viên đá sẵn có nó rất là hay. Đấy các bác nhìn này. Đấy, sau là đặt lên đôn để bán uống nước. Tôi còn mà một hai cây bé bé nữa, chắc chiều tôi ra tôi múc nốt. Để bày xinh lắm, nhiều ý tưởng lắm. Đấy các bác nhìn thấy chưa? Ưng nhất là làm cái mỏm đá nó phi ra này. Phi ra đây. Đấy. Nó phi ra đây. Và có cái thân hoành như này. Nó gác vào cái phiến đá này, cái núi này. Đấy các bác nhìn. Nhìn cái hòn đá đằng sau này cũng rất hay này. Đấy. Chênh vênh. Các nha. Quên, ở đây giá mà còn đá thì là một số cái nhấp nhô nhỏ nhỏ đây, số cái điểm nhỏ đấy thôi. Nhưng mà để kiếm dần đá, hiện tại chỉ thế thôi đã. Hiện tại chỉ thế thôi đã, hết đá rồi. Đằng sau đây. Đá, đằng sau rất đẹp. Quên mất cái bàn xoay trên kia chẳng muốn nhấc xuống. Bàn xoay chẳng muốn nhấc xuống. Đấy các bác nhìn. Phê. Phê. Một người bê nhẹ. Chơi này. Thân hoành này. Đấy. Chơi thì bình thường nữa thì sướng, nhưng chứ không phải là chơi Tết các bác nhé. Ngắm đi các bác. Các bác nào gần đến em chơi ngắm nhé. Đấy. Đi ra đường thấy là phải múc ngay. Có ý tưởng rồi mà các bác thì nó dễ lắm. Không có ý tưởng gì thì đi cũng loanh quanh. Các bác đi mua đào mua quất thì mặc dù lạc giữa rừng đào rừng quất rất đau đầu quá. Nhiều khi nó không gặp cái cây mình tiêu chí của mình rất khó. Người ta cứ bảo mình khó tính, nhưng thực tế là nó không vào mắt của mình. Cây được điểm này lại mất điểm kia, rất là lăn tăn. Mua về rồi thì lại ngại là mình không hợp, chán. Gì đấy. Chơi là nó kỳ công cầu kỳ như vậy. Đó. Phê không các bác? Hòn đá này. Hòn đá nó chiếu cái bóng xuống như kia này. Úi giời. Thôi rồi. Mày lấy ít keo gắn nó vào.
phải bê đi bê lại cho nó tiện chứ không không, không cần là thiết đâu. Rất là chắc chắn rồi các bạn, nhìn đấy, rất chắc chắn, rất chắc chắn. Di chuyển trở đi trở lại thì hơi bất tiện thôi chứ còn để chơi ở nhà thì quá chắc chắn. Đấy, các bạn nhìn. Đấy, quả to thôi rồi luôn các bạn nhé, quả to vô cùng luôn đấy. Đấy, rồi cảm ơn các bác, đi sắm Tết đi các bác nhá, chơi là phải chơi từ bây giờ ấy nó mới phê, chứ sau rồi thì lúc ấy nó là cái guồng quay rồi, cái guồng quay rồi. Lúc ấy thì có khi chọn lại hóa phiên phiến, giờ nó là cái thú các bác, nó gọi là cái thú. Cảm ơn các bác nhá, chúc các bác chọn được cây ưng ý.